Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Âu Đồ Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì cũng là một trong những ngày đầu tuần. Xin được kính chúc các bác và anh em có một sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc. Và cũng tiếp theo như các cái video vẫn đang giới thiệu, thì hôm nay chúng tôi lại xin phép giới thiệu các bác và anh em một con radio cassette hàng siêu khủng, hàng 4 loa. Và con này thì vẫn khúc giá lại rất là rẻ. Đấy, và tôi cũng sẽ báo giá chi tiết ở cuối video để cho các bác tiện theo dõi, thì thấy cái sản phẩm nào nó phù hợp thì các bác có thể cân nhắc. Đây là những cái sản phẩm thực sự là xứng đáng để các bác sưu tầm. Giá thành khủng. Xin lỗi, kích cỡ thì khủng nhưng mà giá thành cực kỳ rẻ. Chạy 4 loa và con này nó nặng đến gần chục cân các bác nhé. Vâng. Trước mắt các bác thì đây là một trong những con tôi đang muốn giới thiệu các bác ạ. Một con hết sức là khủng luôn. Đó là con gì? Đó là con Victor GVC các bác nhé. Con này thì sử dụng tất cả 4 loa các bác này. 4 loa. Và là nằm trong top đẹp xuất sắc các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Các bác có thể thấy đây. Về kiến trúc các bác nhìn thấy trông rất đẹp không? 3 cửa đĩa, 2 cửa băng. Radio AM FM full 08 luôn các bác nhé. Đấy. Con này là dòng loa Superbass các bác nhé. Đấy, Superbass rồi. Là siêu chắc. Đây các bác này, tôi sẽ quay chi tiết để các bác tiện theo dõi nhé. Tôi sẽ đọc cái model của sản phẩm này bởi vì tôi không nhớ là model gì. Đây là model sản phẩm các bác này. Đây. Ồ, em này model nó chưa biết ở chỗ nào. Không phải dưới. Đấy, là phía sau các bạn. Đây, xem nào. Đúng rồi, model này các bạn này. RCXC3 các bạn nhé. XC3. Đó. Con này là hàng xịn của Nhật luôn các bạn nhé. XC3. Đây các bác này, tôi sẽ tiến hành quay chi tiết, sau đó là test chức năng các bác nhé. Đây các bác có thể thấy đầu tiên đây, toàn bộ phần hình thức của bên trên của nó đây. Tất cả các góc cạnh có theo. Rất đẹp, giữ được này rất đẹp, rất mới rồi. Đấy, có theo. Đây. Rất đẹp, rất mới. Và em này được bảo dưỡng cực kỳ kỹ các bác nhé. Cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Đấy. Loa của em đó này các bác theo. 4 loa quá khủng luôn. Cassette này các bạn này, cassette là ở trên này các bạn này, đây này. Đấy, cassette trên và được bảo dưỡng cực kỳ kỹ lưỡng các bác nhé, từng ly tí một luôn. Đấy, khẳng định các bác là không hạt cát nhỏ luôn, kỹ mức độ như thế này. Cơ các bạn này, cơ em này thì rất là chất đây các bạn này, và em này đã được bảo dưỡng rất là kỹ lưỡng rồi, thay dây cơ da bánh tỉ các thứ rất chuẩn chỉ rồi. Và con này thì tôi đã có cái chi tiết về cái phần ruột gan. Cái phần tôi sẽ cho các bác xem cái phần ruột gan của nó. Các bác thấy rằng cái quá trình bảo dưỡng rất là kỹ. Quá xứng đáng để có những cái con đài như này. Ok, tôi sẽ tiến hành test tính năng để các bác tiện theo dõi nhé. Cái con này thì nó nút mở nguồn nó đâu? Đây xem nào. Đây, các bác có thể mở nguồn bằng cách gì? Bật vào cassette cũng được à? À, nó cũng sẽ tự động mở nguồn luôn. Đây to nhỏ này các bác này. Cassette con này vớt cả hai cửa các bác nhá. Đây to nhỏ các bác này. Đây các bác này, đảo lại chiều này. Đây là vớt nha các bác nhá. Chỉ có đây là vớt. Mình về thành phố đây. Con này thì âm thanh nó quá hay rồi các bạn. Đây, tôi sẽ thử sang cửa bên cửa A đây các bác này. Vớt cả hai cửa các bác nhá. Đây. Vớt cả hai cửa luôn. Đây. Vâng, à đây, chưa. Cái này các bác phải cho băng thật khít nhá. Cả hai cửa để vớt hết các bác nhá. Vớt cả hai cửa luôn. Nói chung con này thì chạy hoàn hảo rồi. Các bác yên tâm là toàn bộ phần cơ đã được kiểm tra rất là kỹ rồi.
có món cần đĩa này là 3 đĩa các bác nhá. 3 đĩa thì các bác lưu ý là không khuyến khích các bác sử dụng nhiều đĩa. Bởi vì các cái dòng 3 đĩa các bác sử dụng sai nó sẽ bị rối. Cho nên là các bác chỉ sử dụng cái cửa đĩa số 1 ở phía dưới thôi. Đấy, số 2, số 3 mình có thể là để cất đĩa thôi chứ không sử dụng. Các bác lưu ý nhá. Bởi bản chất của 3 đĩa thì nó cũng chẳng qua là cái khay để đĩa thôi. Chứ không phải chạy lúc được cả 3 đĩa mà nó chỉ chạy được một đĩa duy nhất thôi. Đây tôi sẽ thử chạy đĩa này các bác này. Đây, đĩa đây. Đách bài các bạn này. Con này. Con này mắt rất tốt các bạn nhá. Mắt đĩa cực tốt luôn. Mắt rất tốt. Tua này. Mắt rất tốt luôn, rất nhạy. Lách bài rất nhanh. Tua các bạn này, tua này. Một nửa ba năm anh yêu tình. Đó, đĩa con này chạy thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Mắt cực chạy. Đấy, các bác lên mua các cái dòng đĩa Polo chất lượng cao này các bác nhé. Thì là cái chất lượng âm thanh nó sẽ tốt các bác nhé. Lách phải các bác nhìn này, lách rất vù vù luôn. Con này mắt cực kỳ tốt. Đó. Rất nhạy luôn. Bài số 6 ấy các bạn. Đây âm thanh surround các bạn này. Có 4 chế độ âm thanh surround. Cái chế độ âm thanh ở trên này nó có rất nhiều chế độ các bác nhé. Đây này, đây là chọn chế độ âm thanh, các chế độ âm thanh này. Âm thanh super bass này, thế rồi các cái chế độ âm thanh surround này. Surround có 4 chế độ liền các bác nhé. Đấy, ngoài ra trên này thì có các cái chế độ để cho mình ghi băng, rồi chế độ vớt. Có thể vớt hết một băng nó tự động là vớt đi vớt lại liên tục. Hoặc là có thể chỉ vớt lửa băng thôi, hoặc không vớt. Thì ở trên này hết các bác nhé. Đây. Đấy, tất cả trên này hết. Các đây, chế độ chọn ở trên này hết. Đàn hôm nào cho chiến binh nhưng lừa các bạn thấy không, tiếng nó chất thích không, tiếng cực chất luôn. Xuân vội đi theo. Đó, lệch bài rất nhanh. Cái này là cái cửa này chỉ là đứng đĩa các bạn nhá, nó chỉ là đứng đĩa thôi. Đó, ra nhưng bây giờ có đĩa được bình thường. Đó, cho nên các bác là chạy những cái này là các bác lưu ý là sử dụng một cửa đĩa thôi, không khuyến khích chạy nhiều cửa đĩa các bác nhé. Để tôi thử đĩa khác. Thực ra nó chỉ là cái thay được đĩa thôi, cho nên là mình biết cách dùng thì nó sẽ bền. Con này nó còn zin 100% hết, rất là nhạy, không có cái đĩa. Không cái đĩa thì nào các bạn nhá, đĩa là hoàn hết. Tua rất chậm. Ok, thì đó là phần đĩa các bạn nhá. Con này thì chạy nó quá hoàn hảo rồi. Cắt xét đĩa rồi, đây radio nó đây các bạn này. Con này có cả AUX các bạn nhá. Radio đây. Này FM các bạn này. Nó dò tự động được luôn và có thể tự động nhớ được luôn các bác nhé. Rất là tiện. Tháng đầu là 10,2 triệu đồng trên tháng. Hàng năm công ty tăng lương 2 lần vào tháng 4 và tháng 7. Xét đây là FM các bác nhé. Đây là FM đấy. Cái này tìm... Phố đi bộ công viên Vũ Yên, xem Vinberg Golf 36. Cái này tìm thì sóng thì quá nhàn luôn. Các bác có thể lưu lại. Đảm bảo chất lượng tốt, kỹ thuật hiện đại ở các loại hình dịch. Rất nhàn. Chỉ việc tự động thôi, nó sẽ tìm đúc sóng các bác luôn. Mát còn sáng quắc này các bác này, còn cho thực chèn.
những cái con mà giữ được đẹp này không phải là không phải có nhiều. Đuổi ra khỏi nhà. Như trường hợp ấy là chuyển nhượng tặng nhà cho con xong, thế là con đuổi bố ra nhà, thế là bố phải đi ăn xin. Nó là FM phun 108 các bác nhá, thì nó bắt được rất nhiều đài. Đây các bác này, FM của nó phun 108 này này. Thanh vào tay một tên khác, mắt A Tuyên vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đi đầu vừa dừng lại. Rồi. Cái là AM các bác nhá. Alo Đông Trùng Hạ Thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bắt rất là chuẩn các bác nhá. Ai với em bắt rất là chuẩn luôn. Con này thì nó có thêm một đường ra quang học ở cái này các bác này, ở dưới này. Nếu như các bác ok các bác thấy không? Cái chi tiết của sản phẩm thì đã được quay bắt rất là kỹ lưỡng rồi đúng không ạ? Tất cả các chi tiết. Đấy. Và tôi sẽ cho các bác xem cái phần ruột gan của con này để các bác thấy rằng cái sau khi xem cái phần ruột gan các bác thấy không? Đó, hết sức là chất lượng. Vâng các bác này, cái con Victor GC đã được bảo dưỡng chi tiết từng ly từng tí, các bác nhìn thấy trong mới tinh như bên trong hết này. Đấy, đây toàn bộ phần máy đây, loa này các bác này, đấy, loa mới tinh luôn đây nha các bác nha, còn ống ánh luôn. Đây cái phần cơ cassette này và phần cơ đĩa đều được bảo dưỡng hết rồi các bác nhá. Đây cơ cassette các bác có thể thấy đây, đầu từ gần như mới tinh chưa, không tí vết nào chưa, này đầu từ cả hai bên các bác thấy không? Đấy mới tinh luôn. Và cái phần cơ đĩa các bác nhá, cơ đĩa của con này nó có 3 đĩa liền, thì con này cũng đã được bảo dưỡng một cách rất là kỹ lưỡng rồi. Đây này các bác này, bảo dưỡng bậc chỉ rất là kỹ lưỡng rồi, để các bác sẽ thấy rằng cái quy trình bảo dưỡng của trung tâm từ trước giờ vẫn kiên định là kỹ lưỡng các bác nhá. Đây phần loa, phần máy này các bác này, đấy, bảo dưỡng hết rồi này, loa này. Đây toàn bộ phần cơ đĩa này cũng được bảo dưỡng kỹ từng ly tí các bác nhá, không một tí cát bụi bẩn nữa luôn. Và cơ đĩa này bảo dưỡng là mất rất nhiều thời gian các bác nhá. Thì đây là toàn bộ cái phần ruột gan của con này, để các bác hiểu được là bất kỳ con nào trung tâm đều bảo dưỡng rất là kỹ lưỡng các bác nhé, rất là kỹ lưỡng, cũng được lượng kỹ lưỡng luôn các bác nhé. Các bác thấy cái quá trình bảo dưỡng của trung tâm nó kỹ lưỡng đến mức độ như thế ạ, từng ly từng tí một như thế, tất cả các chi tiết đều rất cẩn thận luôn. Đấy. Và con này là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tầm, rất xứng đáng để các bác sưu tầm. Anten gìn hết, tất cả gìn hết các bác nhé, gìn hết toàn phần. Và con này có cái trọng lượng đâu đó gần chục cân các bác nhé, rất là nặng luôn, nặng khủng khiếp luôn. Đây các bạn này, ui giời, cực kỳ nặng, bị cong cong vào tay luôn các bạn này, nặng lắm. Ok, chi tiết sản phẩm đã được quay rồi, thì tôi xin phép được báo giá con này. Hiện tại con này đang để cho các bác là 5.6 triệu nhé, 5.6 triệu các bác đã có một con siêu khủng. Con này là một trong những con cực kỳ xứng đáng để các bác sưu tầm. Đấy, rất xứng đáng sưu tầm. FM con này nó là 108 luôn các bác nhé. Lưu ý là các bác lưu ý là FM của nó 108. Đây tôi sẽ cho các bác sẽ thấy đây là FM 108 này. Đây các bác nhìn tinh nó đang dò tự động này. FM của nó 108 luôn các bác nhé. Đấy 107-108 này. Đấy gốc của nó 108 nha. Đấy các bác lưu ý nha. Đấy, FM con này 108 luôn. Sóng rất khỏe luôn. Ok. Rồi, chi tiết sản phẩm cũng được quay rồi, giá được báo rồi. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm thì các bác có thể liên hệ sớm để chúng tôi có thể hướng hỗ trợ các bác cái hình thức thanh toán, cũng như hình thức chọn lựa sản phẩm hoặc đặt sản phẩm để theo cái nhu cầu của các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.